Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Mở đầu hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%. Bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày sinh mùng 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi ở hiện nay số 64 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày vào Đảng 22 tháng 8 năm 1981, trình độ giáo sư tiến sĩ luật học, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Thứ trưởng Bộ Công an từ 2010 đến 2016, Bộ trưởng Bộ Công an từ 2016 đến 2024, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an Nhân dân tháng 1 năm 2019, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024, ngày 3 tháng 8 năm 2024 được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Kính thưa các ông chí chủ trì hội nghị, kính thưa các ông chí Ủy viên Trung ương Đảng, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giới thiệu, các đồng chí Trung ương đã tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử hào hùng nghìn năm văn hiến của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tôi xin hứa trước Trung ương, trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng các đồng chí Trung ương kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và những thành quả mà các kỳ đại hội, trong đó có đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đạt được. Phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các dự thảo các văn kiện đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt nhân sự các cấp, tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới của đất nước, thừa kế những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúc kết đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 sẽ là tập thể vững mạnh, hạt nhân quy tụ sức mạnh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, tạo nên nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên lần Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách vừa qua trong Đảng chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh của Đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất, niềm tin của nhân dân với Đảng. Tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trung ương để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và những quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc về việc Trung ương và toàn Đảng đã tin cậy giao cho tôi trọng trách vinh quang. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.